Hoan hỉ chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tứ Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo bình an, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, vạn vật trong vũ trụ thì đều vận hành theo nguyên lý là sinh khắc cơ bản của âm dương ngũ hành. Với các con số thì cũng không ngoại lệ, khí thì có vượng có suy, con số nó cũng có hung có khắc, nó có ảnh hưởng nhất định đến cái cuộc sống, đến cái đời sống của con người, nhất là cái số điện thoại mà chúng ta hay mang theo. Và theo đó thì các thầy phong thủy cũng tiết lộ cái số điện thoại cũng có thể là dự báo ít nhiều về cái hung khắc, cái vận hạn của đời người trong ngắn hạn cũng như là trong dài hạn của chủ nhân. Có những số điện thoại vô cùng là may mắn, ai có được số này sẽ giàu sang, được quý nhân phù trợ. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy tìm hiểu xem chi tiết để biết đó là những con số nào. Thưa quý vị, hiện nay thì việc mua được một cái sim điện thoại không chỉ là vì cái số đẹp nữa, mà còn về cái vấn đề về phong thủy của từng sim từng số. Một số sim đẹp hợp phong thủy với người sử dụng ấy sẽ mang lại nhiều cái điều may mắn, tài lộc. Vì vậy, việc lựa chọn ra một sim điện thoại phong thủy là điều rất cần thiết. Và dưới đây là cách để chọn sim phong thủy theo 12 con giáp. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để chọn cho mình được những cái số sim hợp mệnh đẹp nhất, giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, gia đạo luôn bình an và tấn tài tấn lộc. Thưa quý vị, như quý vị đã biết thì để chọn ra được một cái số sim điện thoại đẹp thì chúng ta cũng phải căn cứ vào cái thuyết âm dương ngũ hành, đúng không ạ? Và đặc biệt là chúng ta sẽ căn cứ vào cái hà đồ lạc thư. Hà đồ nhé quý vị nhé. Thì hà đồ ấy thì nó sẽ có 4 trục, đúng không ạ? Đông Tây Nam Bắc và ở Trung Cung, đúng không ạ? Và thì nó khẩu quyết của nó như sau này. Đấy, chúng ta cùng lập lên cái hà đồ này. Sau từ những cái hà đồ của nó thì chúng ta sẽ lập ra những con số. Và từ con số đó thì chúng ta mới gì có thể là tìm được cái ý nghĩa và gì chọn theo từng tuổi một để cho được may mắn và hành thông. Đấy. Thì cái khẩu quyết lập hà đồ như sau. Thiên nhất sinh thủy, địa lục thành chi, đúng không? Địa nhị sinh hỏa, thiên thất thành chi, thiên tam sinh mộc, địa bắc thành chi, và địa tứ sinh kim, thiên cửu thành chi, thiên ngũ sinh thổ, địa thập thành chi. Đó, đó là khẩu quyết của nó nhé. Và nó sẽ tương như sau này. Thì đầu tiên chúng ta có này, thiên nhất sinh thủy, địa lục thành chi, đúng không? Thiên nhất sinh thủy, địa lục thành chi, thiên nhất sinh thủy này, địa lục thành chi này. Thì với những người bị thủy ấy, thủy đúng không? Thì là gì? Nó tương ứng cặp số là gì? Là 1 và 6, đúng không? Tiếp theo là gì? Địa nhị sinh hỏa, thiên thất thành chi, đúng không? Địa nhị sinh hỏa, thiên thất thành chi, tức là cái ngũ hành ở cái người bị hỏa ấy, cái bị hỏa nhá. Hỏa thì nó tương ứng với con số là số 2 và số 7, đúng không? Tiếp tục là gì? Thiên tam sinh mộc, địa bát thành chi, đúng không? Tức là gì? Với những người mới mệnh mộc ấy, mệnh mộc thì nó tương ứng với con số là gì? Là 38, đó. Và gì? Địa tứ sinh kim, thiên cửu thành chi, đúng không? Địa tứ sinh kim, thiên cửu thành chi, tức là với những người mệnh kim hoặc là với cái ngũ hành kim ấy, đó, thì nó tương ứng là con số là 4 và 9, đó. Và cuối cùng là gì? Thiên ngũ sinh thổ, địa thập thành chi, đó. Thiên ngũ sinh thổ, địa thập thành chi, tức là gì? Thổ là Trung Cung, đúng không ạ? Thì nó tương ứng với con số 5 và số 0, đó. Đó là khẩu quyết lập hàm đầu thư. Và từ những cái con số này này thì chúng ta mới gì đưa ra được là chọn cái số mà hợp với từng tuổi một, đúng không ạ? Và để chọn cái số mà hợp từng tuổi một ấy thì chúng ta lại phải dựa cái âm dương ngũ hành, đó. Âm dương ngũ hành chúng ta có 5 ngũ hành, đúng không? Kim mộc thủy hỏa thổ, đó, nó tương ứng. Và chúng ta sẽ dựa vào cái quy luật là sinh bằng và khắc, đúng không? Sinh là gì? Sinh là cái số tương sinh cho mình, đúng không? Ví dụ như những người mệnh thủy ấy, thì nên chọn gì? Chọn số của ngũ hành kim, đó. Những người mệnh mộc thì nên chọn cái sim của ngũ hành thủy, đúng không? Và những người mệnh hỏa thì nên chọn cái sim của ngũ hành mộc. Những người mệnh kim thì nên chọn sim của ngũ hành thổ, và những người mệnh thổ thì nên chọn sim của ngũ hành hỏa, đúng không? Đấy là quy luật sinh này. Thứ hai là bằng, đúng không? Bằng là gì? Chúng ta nó chọn cái ngũ hành nó giống với ngũ hành của bản mệnh của mình. Ví dụ như những người mệnh thủy, đúng không? Thì chọn ngũ hành thủy. Những người mệnh mộc thì chọn sim của ngũ hành mộc, đúng không? Những người mệnh hỏa thì chọn sim có số cuối là ngũ hành hỏa. Những người mệnh kim thì chọn sim có ngũ hành là kim, đúng không? Và những người mệnh thổ thì sim chọn sim ngũ hành là thổ. Và cái thứ ba là gì? Chúng ta chọn cái sim, cái số điện thoại mà mình khắc được, đúng không? Chọn cái số điện thoại mà mình khắc được nhá. Ví dụ như những người mệnh thủy thì sẽ chọn sim mệnh hỏa, đúng không?
Ví dụ những người mệnh người mộc thì sẽ chọn sim là có ngoại thổ. Ví dụ những người mệnh hỏa thì sẽ chọn sim có ngoại kim. Những mệnh kim thì chọn sim có ngoại mộc, và những người mệnh thổ thì chọn sim có ngoại thuộc thủy. Đó. Đó là cái nguyên tắc để chúng ta chọn ra cái sim thủy. Tại sao như vậy? Thưa quý vị nhé. Đây, cái ngũ hành các bạn biết đúng không? Ngũ hành thì có 5 hành. 5 hành đúng không? Kim, thủy, mộc, hỏa và thổ. Đấy. Thì vậy kim tương ứng con số là 49 đúng không? Thủy tương ứng với số là 16, mộc tương ứng là 38, hỏa tương ứng là số 2 và số 7, và thổ tương ứng là số 5 và số 0. Về ngũ hành tương sinh thì chúng ta có quy luật sau này: kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ và thổ lại sinh kim. Đúng không? Còn ngũ hành tương khắc của nó như sau này: kim khắc mộc này, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa và hỏa lại khắc kim. Đó. Vì sao chúng ta lại chọn cái sim mà có ngũ hành mà mình khắc được? Các bạn nhớ nhá, ngũ hành của mình phải khắc được ngũ hành của sim. Ví dụ như tôi bị hỏa thì tôi sẽ chọn sim là có ngũ hành của kim. Vì sao? Trong phong thủy, trong cái dịch học ấy thì nó có một quy luật là gì? Vậy cái nào khắc được ấy, khắc được thì gọi là tài tinh. Đó. Khắc được thì là tài tinh. Vì vậy nếu mà các bạn chọn sim mà muốn có được cái tài lộc thì các bạn cứ chọn cái số mà nó khác cho tôi nhé. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tìm xem sim, từng số sim nó hợp mệnh với từng người một. Đó. Thì đầu tiên chúng ta xét về những người tuổi Tý và tuổi Hợi, đúng không? Tuổi Tý và tuổi Hợi. Thì tuổi Tý và tuổi Hợi thì đều là thuộc hành thủy, ngũ hành thủy. Cái cặp số tương ứng của nó là số 1 và 6, đúng không? Các bạn nên chọn sim theo quy tắc sau này. Lấy cái đuôi là số 2 và số 7 là hỏa này. Đấy. Với những người mà mệnh Tý và Hợi nhé, mệnh thủy nhé, thì nếu chọn sim số đuôi 2 và đuôi 7 thì chỉ để bao giờ cũng được gì? Tiền bạc nó ào ào vào túi, không bao giờ phải lo lắng về cái chuyện tiền bạc. Khi mà chọn sim số 2 và số 7 thì sẽ luôn được vui vẻ, thoải mái, ăn sung mặc sướng. Đó là cặp số đầu tiên. Khi mà chọn cái số 1 và 6 ấy, 1 và 6 là thủy, là bình hòa với bản mệnh, đúng không ạ? Chọn cái đuôi sim mà có số 1 là số 6 thì để bạn bè, đồng nghiệp, gia đình luôn được hòa thuận, yên ấm, hạnh phúc, không bao giờ có sóng gió, không bao giờ có chuyện cãi vã xảy ra. Khi mà các bạn chọn cái số tương sinh ấy, tức là kim sinh thủy là số 4 và số 9, đúng không? Chọn đuôi sim là 4 và 9. Nếu mà các bạn muốn có quý nhân luôn phù trợ giúp đỡ, giúp bạn đẩy bay mọi thị phi, mọi tai ách và làm cho công việc được hanh thông thuận lợi, thì các bạn sẽ chọn số đuôi sim là đuôi 4 và 9. Đó là với người tuổi Tý và tuổi Hợi. Tiếp theo số 2 là những người tuổi Dần và tuổi Mão. Dần và Mão thì là thuộc mộc, đúng không ạ? Hai tuổi này thì đều thuộc hành mộc, nên là chọn các số điện thoại có đuôi theo nguyên tắc sau này. Các bạn muốn tăng cường cái tài lộc, đúng không ạ? Muốn tăng cường cái tài lộc, tăng cường cái sức khỏe. Các bạn muốn tăng cường cái tài lộc thì chọn đuôi sim có số là số 5, đúng không ạ? Số 5 là gì? Là thổ, đúng không? Mộc khắc thổ thì sinh tài. Đó. Số 5 và số 0 ấy, nên là những người tuổi Dần và tuổi Mão ấy, muốn có được tài lộc thì chọn đuôi sim có số ngũ hại có số 5 là số cuối là số 5 và số 0, hoặc là số 0 số 5 để gì? Để được gì? Có tài có lộc. Còn muốn công việc được thuận buồm xuôi gió, được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì chúng ta phải chọn số sinh, đúng không? Số sinh là gì? Là thủy sinh cho mộc. Thủy sinh mộc thì chọn cặp số 1 và 6. Đấy. Còn nếu mà các bạn muốn bằng hữu yên ấm, gia đạo vui vẻ, yên ổn thì các bạn chọn số gì? Số tỷ hòa là gì? Là số của thành mộc, là số 3 và số 8 ở cuối. Đấy. Đó là cái sự lựa chọn tốt nhất cho những người tuổi Dần và tuổi Mão. Tiếp theo chúng ta xét đến tuổi thứ 3 là tuổi Tỵ và Ngọ. Những gia chủ tuổi Tỵ và tuổi Ngọ thì có ngũ hành thuộc thổ hỏa, vận thổ hỏa, nên là chọn các số điện thoại theo cái nguyên tắc sau. Nếu mà các bạn muốn thì gia đình yên ấm, bạn bè vui vẻ, đồng nghiệp hòa thuận, đó, thì hãy chọn số sim có đuôi là 2 và 7, có tỷ hòa, đúng không? Hỏa và hỏa là tỷ hòa, thì được gia đạo yên ấm này, đồng nghiệp hòa thuận và gì? Công việc thì gì? Thuận lợi, đó, thì hãy chọn số 27. Còn nếu mà các bạn mà muốn gì? Muốn tài lộc nó tăng tiến, quan vận nó hanh thông, cái đường quan lộ nó hanh thông, thì các bạn hãy chọn sim có đuôi số 4 và số 9, đó. Tức là hỏa khắc kim, hỏa là sinh tài, thì có được tài lộc và có được cái may mắn, có được cái bình an. Còn các bạn mà muốn thì được quý nhân tương trợ giúp đỡ, đó. Quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho công việc hanh thông thuận lợi, thì các bạn chọn xuôi đi sim có đuôi là gì? 3 và 8. Đó là những người tuổi Tỵ và tuổi Ngọ.
Tiếp theo là tuổi thứ tư là những người tuổi Thân và tuổi Dậu. Thì các bạn biết đấy, Thân và Dậu thì đều thuộc hành kim, đúng không? Hai tuổi này là những người mệnh kim nên chọn sinh theo những nguyên tắc sau để có được tài lộc phú quý. Đầu tiên các bạn chọn con số đuôi là số 5 và số 0. Đấy, 5 số 0 được thổ sinh kim để gì? Luôn được quý nhân bên mình, gặp việc khó thì lập tức chuyển biến ngay, chuyển nguy thành an và trở thành có lợi cho mình. Nếu mà các bạn chọn cái số 3 và số 8 ấy là hành mộc, đúng không? Kim khắc mộc thì sinh tài, thì sẽ được gì? Tài vận thăng hoa, tiền đầy túi, tình đầy tim. Đó. Nếu mà các bạn chọn sim mà có đuôi là số 4 và số 9, đấy 4 số 9 là kim tỷ hòa đó, thì gì? Sẽ được tình cảm, tình đồng nghiệp, tình bạn bè và không khí gia đình luôn được hòa thuận, êm ấm và hạnh phúc. Đó. Đó là những người tuổi Thân. Tiếp theo là những người cuối cùng là những người mệnh thổ. Mệnh thổ thì sẽ bao gồm 4 tuổi là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, đúng không? Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là cũng hệ thuộc thổ. Thì với những người tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi ấy, thì 4 tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi đều thuộc hành thổ, nên là chọn sim điện thoại có số đuôi theo nguyên tắc như sau. Đấy. Thứ nhất là gì? Chọn cái số đuôi là số 5 và số 0. 5 và 0 là để gì? Đồng nghiệp luôn được, để luôn được đồng nghiệp ưu ái, bạn bè quan tâm, gia đình thì yên ấm, hòa thuận. Đấy. Nếu chọn đuôi số 1 và số 6, tức là gì? Thổ khắc thủy, đúng không? Thì sẽ được gì? Tài lộc may mắn, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra thì đỏ giọt như cà phê phin. Nếu mà các bạn chọn đuôi sim là số 2 và số 7, tức là thuộc hành hỏa, thì sẽ chiêu thần tài và quý nhân cho 4 tuổi này, giúp họ hễ gặp khó khăn thì luôn được quý nhân phù trợ, tương trợ giúp đỡ. Đó, đó là những người mệnh, những người mệnh thổ bao gồm 4 tuổi là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Như vậy tôi kết luận lại, thì với những người tuổi Tý và tuổi Hợi nhé. Đầu tiên này, với những người tuổi Tý và tuổi Hợi thì chúng ta chọn đuôi sim có số 4, số 9, số 1, số 6, số 2 và số 7. Đó. Với những người tuổi Dần, Mão thì chúng ta chọn sim đuôi số 1, 6, 3, 8, 5, 0. Với những người tuổi Tỵ, Ngọ thì chúng ta sẽ chọn đuôi sim là số 3, 8, 2, 7, 4, 9. Đó. Với những người tuổi Thân, Dậu đấy, thì chúng ta chọn số là 5, 0, 4, 9, 3, 8. Với những người tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì chúng ta chọn số là 2, 7, 5, 0, 1, 6. Đó. Đó là những cái cặp số phù hợp với những cho 12 con giáp. Đó. Thì các bạn khi mà chọn ấy, thì chúng ta sẽ chọn vào từng thứ một, đúng không ạ? Ví dụ các bạn muốn chọn để được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì các bạn sẽ chọn số sinh. Cái cột số sinh là cột này, đúng không? Còn các bạn muốn là được tài lộc phú quý, làm ăn thì gặp nhiều may mắn, tiền bạc thì cứ đến ào ào chảy vào túi, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin, thì các bạn hãy chọn cái số mà bản thân mình khắc được cho tôi. Thì đây nó là cột này, đúng không? Còn các bạn muốn là gì? Gia đạo yên ấm, bạn bè hòa thuận, đúng không? Cái công việc thì nó thuận buồm xuôi gió, thì các bạn hãy chọn cái số bằng. Số bằng tức là gì? Tiến hòa với bản mệnh. Đó là cái nguyên tắc chọn cái số điện thoại cho những người cho 12 con giáp. Đó là cái nguyên tắc chọn cái đuôi sim phong thủy, cái số sim phong thủy hợp mệnh cho 12 con giáp. Vậy nên là các bạn cứ làm y như vậy cho tôi thì các bạn sẽ có được tài lộc. Muốn tài lộc thì có tài lộc, muốn gia đạo yên ấm thì có gia đạo yên ấm, mà muốn quan hệ hanh thông, muốn được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì sẽ có được quý nhân giúp đỡ. Đây là cái cách chọn sim phong thủy hợp mệnh với 12 con giáp. Và trong quá trình chọn sim ấy, cũng có một vài cái lưu ý sau. Thì ngoài việc cái lựa chọn các đuôi sim ấy, nó hợp mệnh ấy, thì các bạn có thể chọn các số điện thoại tốt cho bản mệnh như sau. Thứ nhất là các bạn có thể chọn cái số dễ nhớ, dễ gọi. Những số dễ nhớ, dễ gọi thường được chúng coi là những dãy số đẹp. Các công ty mạng di động cũng có những cái tiêu chuẩn để phân chia, lấy những cái quy tắc như là gì? Số đuôi hoặc là cấp bậc các số đuôi, ví dụ như là gì, ba số, ba số lặp lại này, bốn số lặp lại, năm số lặp lại, tam hoa tứ quý hoặc là ngũ quý lục quý vân vân đó, hoặc là gì 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 di quy khác vân vân đó. Đó là gì, cái số mà chúng ta có thể dễ nhớ, ví dụ như là 0913888888888 đó, hoặc là gì 0909 333 6677 vân vân đó. Thì chọn những số thế rất là dễ nhớ, nhất là cái hãng taxi hoặc là những cái người mà làm về bất động sản hay làm về sale ấy, thì họ sẽ có những cái số điện thoại dễ nhớ, mọi người đặt cái là nhớ ngay đó. Thứ hai ấy, là chọn theo cái nguyên tắc là cái âm đọc của số đó nó mang cái ý nghĩa cát tường đó. Cái âm đọc cát tường theo từ cát tường ấy, thì gì
cái hai cái ông Cát Tường lại là chỉ là cách chọn số điện thoại hợp phong thủy. Ví dụ đưa số điện thoại là 1368 thì có nghĩa là gì? Nhất tài lộc phát, hoặc là 6688 là lộc lộc phát phát, vân vân. Đấy, thì các bạn cứ chọn theo những nguyên tắc đấy thì cũng được, để gì? Mình có được cái tài lộc, có được may mắn trong cái công việc. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái nguyên tắc và cái cách chọn sim hợp mệnh với 12 con giáp. Thì các bạn cứ làm theo cách này của tôi để chọn cho mình những số sim đẹp, những số sim may mắn. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng kiểm tra xem đuôi cái sim số điện thoại của mình có nằm trong những cái số may mắn này không, có được gì, có được cái quý nhân giúp đỡ, thần tài ban lộc không, có được cái gì gia đạo bình yên, hòa thuận, bạn bè đồng nghiệp tương trợ giúp đỡ chưa, và có được cái tài lộc may mắn và bình an chưa. Đó là nguyên tắc chọn sim số điện thoại phát tài phát lộc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.